các bạn, và chưa bây giờ thì mình đi 2 tiếng đồng hồ và nhặt được không biết là bao nhiêu tiền. Nhưng bạn nào mà đoán được số tiền mà mình vừa nhặt được ở đây, công bằng đầu tiên ấy, thì mình sẽ thưởng cho một thẻ Viettel 50k. Và vì hiện tại trời tối rồi, chó to, mình để cái camera để quay mình ấy thì bị rơi mất điện thoại và bị bể hình các bạn ạ. Và hiện tại đang quay, tí mình sẽ bật cái điện thoại của mình lên và cho các bạn biết là mình bể điện thoại như nào. Chắc là đi sửa tầm mất 1 triệu ấy. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với clip của mình ngày hôm nay. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới luôn luôn vui vẻ. Và cũng như mọi ngày ấy, thì hôm nay thì mình sẽ đi nhặt tiền ở nhà các bạn ạ. Thì ở đây, đây là cái máy ăn hàng tự động của bạn này. Và thời tiết hiện tại rất là trong xanh, ở trên bầu trời này thì không có một cơn mây nào luôn các bạn ạ. Thì thực tế hôm qua có một cơn bão số 19 đã đi qua cái nơi mình đang sống, cũng như là cái đất nước Nhật Bản này. Thì hiện tại ở mình ấy, thì không có cái thiệt hại nào xảy ra. Nhưng ở nơi khác ở nước Nhật Bản thì bây giờ lũ lụt hay là tàu các thứ coi như là bị dừng hoạt động chắc là 1-2 ngày. Và bây giờ mình sẽ đi nhặt tiền nhờ các bạn ạ. Thì bạn nào thấy clip của mình hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh cho mình nhé, để mình có động lực để làm những video tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ đến coi máy ăn hàng đầu tiên các bạn ạ. Thì ở đây thì nước thì ở đâu cũng như ở đâu thôi. Thì đôi khi nó đắt từ tầm 10 yên đến 20 yên các bạn ạ. Đây. Và những chữ này là nó bây giờ những cái này là hết rồi. Thì bảo lụt thì người mua rất là nhiều các bạn ạ. Thì những cái hết thì mình không nên mua, và những cái đang còn thì mình sẽ mua. Đây, đây là chỗ tiền mình bỏ vào, đây là một sen nhé. Tiền tiền chặn này, như tiền lẻ thì các bạn bỏ ở đây. Đấy. Và tiền thừa các bạn lấy ở đây ra. Thì đa số mình đi kiếm tiền, đa số lấy tiền thừa này hoặc là rơi vãi ở đây khắp lung tung luôn. Và hình như đây không có các bạn ạ. Đôi khi nó lại rơi rớt thế này, nó thì có đấy. Để mình tìm xem thử nhé. Ở đây có 10 yên các bạn ơi. 10 yên thì rất là nhiều các bạn ạ. Nhiều lúc rơi vãi thì không biết được. Và bây giờ mình nhặt được 10 yên các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ chỉ cách các bạn mua nước ở bên này luôn. Và mình sẽ lấy đồng tờ 1 sen này, mình sẽ mua nước cho các bạn biết nhé. Chuyện đầu tiên thì các bạn còn, nếu mà các bạn lẹ bỏ vào đây nhé, đủ số tiền mà các bạn, ví dụ 120 yên, bạn bỏ 120 yên vào. Và mình sẽ mua cái đồng tờ 1 sen này và tiền lẹ. Từng này thì 1 sen này được hơn 200.000 tiền Việt Nam mình. Ok, và nó đã bỏ vào. Đấy. Thì những nơi hiện thị màu xanh nào thì các bạn có thể mua được. Và cái chữ này, chữ màu xanh là chữ mê tai này, các bạn nhìn cái màu thôi bạn cũng biết là lạnh rồi. Và ở đây thì không có màu nóng các bạn ạ, nóng thì có, nó ghi à chơi thì màu này màu đỏ các bạn ạ, kiểu màu như này luôn. Đây thì không có. Và bây giờ mình sẽ chọn một cái nước ngẫu nhiên các bạn nhé. Đây là đắt thì mình sẽ chọn loại rẻ nhất có thể, mình chỉ uống để giải khát thôi. Và đây 100 yên và mình sẽ bóp vào đây. Đấy, thì nước sẽ ra dưới này các bạn ạ. Đấy, đấy ra đây các bạn ơi. Đây, đây là nước của mình. Đấy, có nước rồi các bạn ạ. Thì mình sẽ không chỗ khác nữa và mình sẽ đi nhặt tiền ở các cây khác. Và mình đây, đây là tiền lẻ của các bạn ạ. Đấy, đây là tờ 55 yên này và 4 tờ 45 yên, 4 tờ 100 yên thành 95 yên các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi các cửa hàng khác nhé. Và lúc nãy mình nhặt ở đây 10 yên rồi, xem thử tối nay mình có thể mua được cái suất cơm tối của mình hay không. Ok các bạn ơi, mình xem ở đây có không nhé. Trời rất nắng các bạn ạ. Không có các bạn ơi. Ok, mình đi dựng nơi khác nhé. Đây con mẹ các bạn ạ, xem lại đây có không nhé. Đây, ở đây. Đây nóng các bạn ạ, bộ đỏ là nóng à. Achutakai. Độ nóng rất là cao, không biết như nào. Chẳng có, không có bạn ạ. Ok, mình đi dựng khác đi nhanh. Một số. Ok, đây có máy đi các bạn ơi. Đây này. Máy này thì rất là rẻ. Ui, có loại nhiều 210 yên các bạn ơi. Thật đắt. Để xem có các bạn ơi. Có các bạn ơi. Còn có 100 yên bạn ơi. Trời ơi, đầu tiên 100 yên.
ngon thật luôn. Mình có nào không? Ồ rồi, đây. 10 yên các bạn ơi. 10 yên này. Các bạn này cụ công điếc luôn. Mình lấy tờ 10 yên lúc nãy mình đưa ra xem như thế nào đấy. Đây các bạn này. Tờ 10 yên ở đây, để ngoài tờ lâu lắm rồi. Nó cụ như này các bạn ạ. Đấy. Thế mình đi cửa hàng khác. Ở đây có cái hố bạn ơi. Thì rồi nó hàn kín rồi. Thì có 10 yên ở bên trong ấy. Bạn thấy bạn có thấy tiền ở phía dưới không ạ? Có tờ tiền nó nhỏ nhỏ ấy. Đấy, nhưng mà mình không lấy các bạn đây. Không lấy luôn. Cái này nó hàn rồi các bạn ạ. Giờ đây không lấy được. Nên những bạn nào mua nó rơi phát dưới này coi thôi luôn. Thế mình đi ở cửa hàng khác các bạn nhé. Và đây cái sự ảnh hưởng bão hôm qua các bạn ạ, từ nước làm nó tàn phá hư hết cả hai bên bờ sông này luôn. Nhìn này, trong nước đen xì xì luôn. Hôm qua là may ở đây là thoát nước rất là tốt nên là không bị ngập lụt ở tất cả các người dân. Con cây các bạn này, mình sẽ lại cho mình nào. Bọn cái nhựa trong này nhá. Bên nhà nó rất là sạch sẽ. Sạch đẹp luôn. Mình đi coi khác các bạn. Và mình đang chờ đó các bạn ạ. Thì giao thông bên này rất là thuận tiện các bạn nhé. Các bạn như Việt Nam. Ok, bây giờ mình sẽ đi. Đây có một cây các bạn này. Chắc là phục vụ cho mấy người ở ký túc này thôi. Để mình xem có không các bạn nhé. Đây cũng không có các bạn ạ. Coi nào rơi dưới này không. Hay lắm, hay rơi dưới này lắm các bạn. Mình bị 2-3 lần đấy. Thế mình đi nơi khác các bạn nhé. Đây, xung quanh mình, nhà mình rất là nhiều. Đây có một cây các bạn này. Mình sẽ xem thử có nhé. Đây các bạn dùng like thì một cái sẽ được 1 cái này. Không biết như nào. Đây có mì yên các bạn. Mình sẽ phải tìm kỹ chắc. Nó có. Và bây giờ mình sẽ đi xuống kia. Và đây có 2 mét các bạn ạ, đây gần siêu thị. Các bạn nào muốn chụp hình thì vào hôm nay chụp nhé. Thì phí thì chắc là tầm 1-2 yên thôi. 8-5 yên từng này. Đấy, bạn nào muốn chụp ảnh bên này toàn tự động các bạn ạ. Cây bán nước cũng tự động luôn. Và mình sẽ xem ở đây có tiền thừa để lại các bạn nhé. Đây cũng không có này. Và mình xem đây. Đây thì nó thừa ra luôn các bạn ạ. Đây cũng không có luôn. Nhìn rất tiện lợi. À, đây có 100 yên các bạn ơi. Trong kia nó có 5 yên các bạn kìa. Các bạn thấy không? Ông Hóc kia có 5 yên ấy, nhưng mà mình không thể lấy được. Mình lấy 100 yên này thôi. Ông Hóc kia kìa. Đấy. Thấy chưa? Thôi nhưng mình không lấy đâu. Thế mình... Và giờ mình sẽ tranh thủ vào siêu thị này mua ít đồ các bạn nhé. Và những bạn nào muốn trúng số hay là muốn làm giàu không khó thì vào đây mua cho số của bạn này. Chữ này là chữ bảo Atara chữ gì đấy, chữ số của bạn ạ. Ai ở thì vào. Bây giờ mình sẽ vào cửa hàng 100 yên mình mua mấy thứ vật vặt các bạn nhé. Ok, mình sẽ vào Good Shopping cự 100 yên các bạn ơi. Nhưng mà thuế bên này giờ lên 10 yên các bạn ạ, thành 110 yên một cái nhé. Đây đa số là 100 yên là tương đương 20.000 tiền Việt thôi các bạn này. Rất là nhiều đồ luôn. Những bạn nào sang Nhật ấy, ví dụ mấy đồ cá nhân các bạn cần phải mua đâu, sao bên này rất là rẻ luôn. Không cần chuẩn bị thứ lặt vặt ở bên này đâu, bên này cái gì cũng có luôn. Từ An Giác cái gì cũng có các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ đi mua cái cục sạc iPhone các bạn. Mình bị hỏng iPhone rồi, các đồ điện các bạn này, ốp yếc các kiểu này, đồ điện luôn. Đấy, cái máy quay ở trong yên này, quay này, đồ quay này, điện thoại này. Thì cho bảo lưu thì cái khung đèn người ta mua ấy thì hết rồi các bạn ạ. Đấy, thứ rất là nhiều. Bây giờ cho bảo lưu người ta sợ mất điện ấy, người ta mua hết luôn. Đây Eco các bạn. Giờ cũng có 100 yên các bạn ạ, 20.000 thôi. Mình chắc là 1 tháng thay 1 lần. Còn các cục sạc khác là nhanh hơn này.
Và bây giờ mình sẽ đi review đây một tí cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ mình sẽ mua rồi tục khai này xong mình đi kiếm nhặt tiền tiếp các bạn nhé. Đây còn mày tiếp các bạn ạ. Đây toàn hàng lạnh không. Mấy đoạn trăm bốn mươi yên. Cô cao là các bạn đây. 30.000 Việt Nam tờ 10.000 chứ nhỉ. Đây không có các bạn ạ. Sáng luôn. Yeah. Được con 50 yên đấy. Tỉnh thế. Bởi vì gợt ra. Thế mình đi ở hàng các bạn nhìn từ xa kia là hình như hai máy các bạn ạ. Đây là trên đường mình đi về. Bên này ba máy các bạn. Mình sẽ xem ba máy này như có nhé. Thì hiện tại tầm 5 giờ bên này là tối rất là nhanh các bạn ạ. Thì mình tầm 6 rưỡi mình sẽ vào cái siêu thị để mình mua cái đồ đặc giá 50-50. Ok, mình sẽ lại xem có không ấy. Đời như hoang vắng chắc là có các bạn này. Giờ trời rất là tối rồi, không có nhiều. Đây cần cỏ dại lọc thôi, chắc không có đâu. Đấy, ngay mà. Đây rất rẻ các bạn, 100 yên rất là nhiều. Chắc là tiền điện ở đây cũng mất phí nên là rất là rẻ các bạn ạ. Chai này có bạn nào uống chưa? 210 yên. Đấy. Cái mình đi sang bên này có các bạn ạ. Tùy thôi, tùy nó có không. Ôi. Không thể nào tin được. Đây 100 yên. Không thể nào tin được luôn. Chưa gì 100 yên. Con này thì không có rồi. Một trăm yên quý giá rồi. Phần ngon. Ồ, ở đây nhấp nháy rất là đẹp các bạn ạ. Vì đêm mà cứ nhấp nháp nháy rất là vui. Các bạn nhé, hai máy các bạn, đèn tối rồi cũng rất là đẹp. Đây đây, bên này có máy, thì mình xem có gì. Đây, chúng ta có người chơi, cái này thì thật, cái này ngay bây giờ chắc không có đâu các bạn ạ. Đây còn đường đi lạ, ồ, nhà bên này đường này lạ, chưa thấy bao giờ luôn. Bây giờ mình chạy sang bên kia nhé. Bên kia ở đây. Đây hình như một công trường nào đó các bạn, ở nơi đổ xe ấy. Mình từ xa không có. Không có. Bên này thì nước thì cũng thế thôi, rất là rẻ. Thôi bây giờ mình đi ở chỗ khác các bạn nhé. Đây có mẹ các bạn này. Tối rồi đèn nó bật rất mắt. Mình đi hơi tối tí nhưng anh em thông cảm mình nhé. Đây không có các bạn. Đây nơi mình đang sống và hiện tại thì mây hình như tất cả có các bạn. Bên này có cây hồng các bạn này. Không ai ăn rụng hết luôn. Bây giờ thì đa số họ trồng họ chỉ để làm cạnh thôi, nhưng họ không ăn. Và bây giờ mình sẽ đi về các bạn nhé. Có những cây nào thì mình sẽ lấy và đi vào siêu thị để mình mua đồ buổi tối mình ăn luôn. Tại mình chờ đến đó các bạn ạ, nhìn các bạn nhìn lên. Hôm qua bảo thì chim nó bay về đó rất là nhiều. Đúng rồi, gọi là nơi đất lành chim đầu thì ở đâu chim các bạn ạ. Tối nào mình lại đã chờ đến đó, có cái nào phỏng với một cái thôi luôn.
Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm phương tiện tiếp thôi các bạn. Mình về trời rất là tối rồi. Còn mẹ các bạn ơi, nhìn như tên kim này. Thôi rồi luôn. Thôi, tập trung vào một đinh đinh kim của mình thôi. Giá rất là rẻ các bạn ạ. Còn 100 yên hết. Rồi, tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. Không có các bạn ơi. Ok, mình đi chỗ khác. Bên kia có kho 6 mẹ các bạn. Không biết là có hay không nhé. Để mình chờ xe đi qua hết thì để mình qua thử như nào nhé. Các bạn có, trời rất là tối nên bây giờ việc cứ nhìn biên giới rất là khó các bạn ạ. Rất là buồn. Còn bên này nhé. Ở đây có cửa hàng thuốc, cửa hàng bia. Ở đây rất là nhiều người quan lại nên là việc mua bán rất là nhiều, chắc là không có. Đây cửa hàng thuốc các bạn này, 500 yên thì 100 nghìn tiền Việt mình ấy. Đây thì thấy không có luôn, nhìn từ xa không có rồi, đây cũng không luôn. Đây cửa hàng nước các bạn này. Đấy. Và đây là bia, bia thì 200 yên, 300 yên các bạn ạ. Nhưng các bạn đủ tuổi trên 20 tuổi trở lên thì các bạn có thể mua được. Nếu mà những bạn nào bị bắt tội uống bia rượu mà chưa đủ 20 tuổi sẽ bị bắt phạt tù các bạn ạ. Đây. Người nào uống thì có thể bỏ ở đây. Không có nhé. Không có các bạn ơi. Và mình sẽ đi tiếp hành trình của mình. Khi đi trời đang sáng các bạn ạ. Và khi về trời đã tối rồi. Nhìn dòng nước này. Hôm qua đúng rồi, thôi luôn, ngập lên trên này luôn đấy. Và bây giờ mình sẽ lại cái đầu kia, mình sẽ đến kia và mình đi vào đô thị mua đồ tối nhá. Thì chắc là mình mua cơm hộp thôi. Chào các bạn, và bây giờ thì mình đi 2 tiếng hồ và nhặt được không biết là bao nhiêu tiền. Nhưng bạn nào mà đoán được số tiền mà mình vừa nhặt được ở đây, comment đầu tiên ấy, thì mình sẽ thưởng cho thẻ Viettel 50k. Và vì hiện tại trời tối rồi, chó to, mình để cái camera để quay mình ấy thì bị rơi mất điện thoại và bị bể hình các bạn ạ. Và hiện tại đang quay, tí mình sẽ bật cái điện thoại của mình lên và cho các bạn biết là mình bể điện thoại như nào. Chắc là đi sửa tầm mất 1 triệu ấy, đi nhặt không được bao nhiêu mà hỏng mất camera. Mình sẽ đếm số tiền này các bạn xem nhé, được bao nhiêu tiền nhé. Đây số tiền mình nhặt từ chiều giờ. Và bây giờ mình phải bật đèn led các bạn ạ, trời đã tối rồi. Đây số tiền của mình nhặt được các bạn ạ. 100 yên này, 200 yên này, 300 yên, 350, 60, 70, 80, 380 yên thì tầm 70.000 tiền Việt các bạn ạ. Thì lúc nãy mình mua nước thì mình mất 100 yên rồi. Thì còn 280 yên thì mình có thể mua đủ được một suất cơm ấy. Thì bên này 6:30 ấy thì có thể giảm giá các bạn ạ. Thì giảm giá thì chắc là 500 yên thì giảm giá chắc được 250 yên thì mình